hãy nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son. Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em lâu hơn một chút để anh ổn định cảm xúc. Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi, ký ức lại triệu hồi nỗi đau.